Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Pado Official. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về hai vấn đề. Thứ nhất là cái trục trong cái từ á, là khi mà cái trục từ nó quay không, tức là chỗ này đều và chỗ này không đều. Cái thứ hai, cái thắc mắc thứ hai đó là tất cả các bộ phận của cái hopper bật nó đều quay, ví dụ như 2207 thì cái trục xoắn này nó quay, test motor bình mật thì nó quay. Tuy nhiên là khi mà chạy, mở nắp máy ra kiểm tra chạy thì 100 tờ nó vẫn không quay bình mật, là lý do tại đâu và cái nguyên nhân nào nó dẫn đến và cái hướng nào để mà khắc phục cái tình trạng đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua, mình đã từng gặp lại, mình đã từng gặp và muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị. Câu trả lời thứ nhất, tức là cái từ khi mà các anh chị từ mà các anh chị cảm thấy nó đủ, khi mà các anh chị kiểm tra từ thì các anh chị phải cân coi thử đủ không. Khi vệ sinh từ xong, ray từ xong, các anh chị phải cân cái từ coi thử là nó có đủ số lượng hay không. Thì từ trên 7 lạng trở lên thì mình thấy nó ok, từ sẽ đảm bảo đủ để cho nó chạy. Còn phía dưới thì từ hơi yếu thì có thể lúc có lúc không, thì đó là nguyên nhân. Cái thứ hai đó là các bạn và các anh chị coi thử là cái máy của mình đặt ở trong chỗ cái cơ quan làm việc hay là cái chỗ nào đó mình làm thì coi thử là cái máy mình đặt nó có bằng hay không. Nhiều lúc các anh chị đặt có nhiều lúc không để ý thì cái máy nó sẽ bị trơn. Và cái máy bị trơn thì đồng nghĩa với việc là cái hộp từ nó sẽ bị trơn như thế này, hoặc là chúng ta không đặt không có thẳng, hoặc là nó bị trơn như thế này, hoặc trơn một chút thì từ nó sẽ không có trộn đều. Cái thứ ba đó là khi mà các anh chị chỉnh từ, các anh chị ray từ, các anh chị chỉnh từ xong, hoặc là các anh chị thì tất nhiên là khi các anh chị đưa vào thì các anh chị phải nghiêng về phía này nè, để từ cho nó dồn về phía mặt trước của cái trục từ, và sau đó các anh chị lắc như thế này để cho từ nó đều hết hai cái đầu, rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh thì từ nó sẽ đều, nó sẽ không còn tình trạng mà chỗ có chỗ không. Tại đôi khi là cái từ nếu mà nó bị dồn vào một bên quá thì cái đầu bên kia nó sẽ có hiện tượng hơi thiếu từ, như đó là một số cái nguyên nhân mà mình cảm thấy nếu mà cái trục từ không đều thì nó dựa trên những nguyên nhân đó mà các anh chị và các bạn kiểm tra lại thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn ha. Còn câu hỏi thứ hai đó là tại sao mà test tất cả cái mã lệnh kia thì nó ok hết mà tại sao mà quay photo 100 tờ mà nó không có quay bình mực. Nếu các anh chị đã test hết rồi mà các anh chị cảm thấy bình mực chạy, mở máy ra các anh chị chạy mà anh chị thấy 100 tờ hoặc là hơn nữa thì nó không quay thì các anh chị nên kiểm tra cái con sensor đọc mực chỗ này. Ở đây thì cái con này nó có tác dụng gì ha? Cái con này nó có tác dụng là ví dụ trong cái máy mình đang cài ở chế độ là 20 tờ thì nó sẽ báo nó quay bình mực một lần. Thì khi mà cái ví dụ như là cái này nè, cái trục xoắn này ở trong thì ở trong cái trục xoắn nó vẫn có một cái miếng lá lú mỏng, rất là mỏng, để nó sẽ đánh vào cái con sensor này ha. Tức là nó chỉ có một miếng này thôi, ví dụ nó nằm trên cái trục như thế này nè, thì khi mà nó quay đến cái độ thì nó sẽ đánh cái miếng này sẽ đánh vào cái trong cái con sensor này ha. Đánh vào con sensor động bậc này thì khi nó đánh vào thì canh thì nó sẽ nhớ là một lần, ví dụ như là nó đánh năm lần thì nó sẽ quay bình bậc một lần. Thì do đó nếu mà các anh chị cảm thấy những cái phát cái khi đó nó đã ổn định rồi thì các anh chị kiểm tra bằng cách là các anh chị sẽ mở cái này ra này, các anh chị ở chỗ này nó có hai con ốc, các anh chị mở ra. Các chị rất là dễ nhận thấy ha, các chị mở hàng ốc rồi. Trời, đây các anh chị sẽ mở ra đây này. Thì đây các anh chị sẽ thấy nè, ở đây nó sẽ có một miếng đồng, mình sử dụng cái khăn mình lau sạch nó có một miếng đồng. Đây nó có một cái miếng đồng thế này. Nếu mà chạy lâu ngày mà các anh chị chưa vệ sinh á thì chỗ này nó sẽ bám một cái lớp dơ. Thì các anh chị sử dụng cái giấy nhám mịn nha, giấy mịn các anh chị trà cái này đi, trà này đi, rồi sau đó trà đi, rồi sau đó các anh chị lắp vào. Đôi khi nhiều lúc là cái miếng đồng này nó bị dơ khi mà nó đánh
nó đánh nó không có có hiểu được, nó không có hiểu được tới cái độ mà trong cái miếng mỏng đó, cái miếng lá lúa đó, nó đánh vào, nó siêu quay nó đánh vào đây nè, à, nó đánh. Thì cái mục đích cái con này nó sẽ làm gì? Nó sẽ kích, nó sẽ kích, nó sẽ đọc xong nó báo cái tín hiệu về lại cho cái bộ phận của motor quay hợp từ, thì nó sẽ đúng cái nó khi mà nó quay đúng cái độ, nó đánh đúng đúng số lượng rồi thì nó sẽ kích, nó sẽ báo cái tín hiệu về cho cái motor hợp mực quay đó. Lý do tại sao? Lý do là tại là do con này. Nếu mà các anh chị vệ sinh ha, các anh chị vệ sinh rồi mà các anh chị nó không quay nữa thì các anh chị coi thử là phía trong cái trục này nó sẽ có một cái miếng lá lúa mỏng nhỏ gì sao, nó vừa đánh đủ cái này thôi à. Thì các anh chị coi thử cái miếng đó nó có bị sức hay không. Nhiều trường hợp là máy nó sẽ bị sức, lâu ngày nó bị sức ha. À, trường hợp thứ ba đó là do con này nó bị hư. Thì do con này bị hư thì các anh chị nên là đi mua về các anh chị thay thôi, các anh chị đặt về các anh chị thay. À, còn cái thứ tư nữa là do các anh chị lắp lộn. Các anh chị ở đây thấy có các con số không? Ở đây rất là rõ thấy có các con số đúng không? Tuy nhiên các anh chị nhiều lúc các anh chị quên, các anh chị dựng con số này lên. À, tuy nhiên cái con này nó cái con số thì nó sẽ nằm chút đầu xuống. Đó, như thế này nó mới đúng. Thì do đó các anh chị kiểm tra lại hết tất cả các cái bộ phận này. Nếu nó bị hư thì các anh chị mua về các anh chị thay. Còn nếu mà nó bị những cái vấn đề đó thì các anh chị cứ vệ sinh ha. Rồi sau khi ấy thì chúng ta sẽ lắp vào, và sau đó khi chị lắp vào thì các anh chị nhớ gắn cái con chốt này ở vào trong cái rắc điện ở trong máy nha. Nhiều lúc các anh chị sẽ quên. Đôi khi nhiều lúc các anh chị sẽ quên nha, chứ không phải là lúc nào các anh chị cũng quên, các anh chị cũng nhớ được. Rồi sau khi ấy thì mình cứ lắp vào lắp lại thôi. Rồi đó là một số cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ ở video này. Hy vọng nó sẽ giải đáp được thắc mắc cho tất cả các anh chị về hai vấn đề trên. Rồi mình xin phép dừng video ở đây. Nếu mà các anh chị và các bạn xem cảm thấy video có hữu ích thì các anh chị và các bạn hãy share và like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Ba Đô Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách và thành công trên công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video phía sau.